Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu những chữ Hán cơ bản mà chúng ta cần phải học. Đây là những chữ Hán trong series giới thiệu về 500 chữ Hán cơ bản mà mình đang học, cũng trong quá trình học cho nên mình thấy hay và hữu ích. Mình sẽ quay lại để các bạn cùng có thể tham khảo. Thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về chữ hữu. Chữ hữu thì có nghĩa là lại, là vừa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một chữ Hán khác. Chữ Hán này nhìn qua cũng có chữ hữu ở bên trong, đúng không các bạn? Nhưng chữ Hán hôm nay thì có hai chữ hữu đứng cạnh nhau. Hai chữ hữu đứng cạnh nhau có nghĩa là song, trong từ song song, trong từ song phương có nghĩa là một đôi, là hai. Như vậy là chữ song có hai nghĩa, một nghĩa là hai, một nghĩa là đôi. Lượng từ hoặc tính từ là hai, lượng từ là đôi. Các bạn nhớ lượng từ trong tiếng Trung nhé. Và phát âm là shuang 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 uang uang sư quang xoang xoang. Đó, đó là cách để các bạn có thể phát âm một chữ này. Các bạn cố gắng có thể sẽ phát âm tốt hơn mình. Xoang. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu cấu tạo của chữ xoang, chữ song. Chữ song thì cấu tạo khá là đơn giản các bạn nhìn. Hôm trước chúng ta đã học về bộ hữu có nghĩa là lại hoặc là vừa, thì ở chỗ thì chữ song này thì được cấu tạo bởi hai bộ hữu được cạnh nhau. Và bộ hữu thì các bạn tưởng tượng như là cái bàn tay nhé. Thì có hai bàn tay thì có nghĩa là một đôi, rất dễ nhớ đúng không ạ? Hai bàn tay nghĩa là một đôi, nghĩa là một đôi. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chữ phồn thể. Thì chữ phồn thể các bạn để ý ở phía bên trên. Ở phía bên trên thì có thêm, đây là bộ truy nữa này, có thêm hai chữ truy. Và cái bộ truy này thì các bạn là cũng là bộ thủ nhá. Các bạn hiểu, nó là một con chim đuôi ngắn. Như vậy là có hai con chim đuôi ngắn cũng thể hiện là một đôi. Đó, đó là chữ Hán mà Đài Loan đang sử dụng, đây là bên này. Còn đây chữ Hán bên Trung Quốc sử dụng. Các bạn cố gắng biết được cả hai loại để có thể đọc được cả hai thứ. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu một số từ ghép với chữ song. Ví dụ như xoang phang, xoang phang, xoang phang, song phương là hai phía. Xoang biên, xoang biên, xoang biên, song phương là hai bên, song phương. Hai từ này khá là nghĩa giống nhau đúng không các bạn? Xoang chin, song thân là bố mẹ, giống như cái từ phụ mẫu là bố mẹ đấy, xoang chin. Xoang su, xoang su, xoang su, song số. Su là số, đây là số chẵn nhá, song số là số chẵn. Xoang xỉ, xoang xỉ, xỉ, xỉ nghĩa là hỉ, hỉ trong từ vui mừng. Nghĩa là song hỷ. Các bạn nhớ từ song hỷ lâm môn ấy. Xoang rấn choáng, xoang rấn choáng, xoang rấn choáng, choáng là giường. Song nhân sàng nghĩa là giường đôi. Cái này nói về cái giường đôi. Y xoang sǒu, y xoang sǒu, nhất song thủ nghĩa là đôi tay. Y xoang yǎn qīng, y xoang yǎn qīng, nhất song nhãn tình, đôi mắt. Giản trinh là mắt. Như vậy là các bạn thấy cái từ xoang dùng trong cái trường hợp là y xoang rất là nhiều nhé. Một đôi gì đó cho các bạn hiểu không ạ? Y xoang sǒu, một đôi tay. Y xoang giản trinh, một đôi mắt. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về chữ song, cũng như là cách nhớ của chữ song. Các bạn nhớ chữ song được cấu tạo bởi hai bàn tay đứng cạnh nhau là một đôi. Và các bạn